121 câu nói để đời của các huyền thoại đầu tư. Nếu có tham vọng làm giàu, bạn nhất định nên nghe ít nhất một lần. Kính thưa quý vị và các bạn, đầu tư thành công cần có thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn. Không quan trọng tài năng hay nỗ lực lớn đến thế nào, một vài thứ chỉ cần thời gian. Có một câu nói nổi tiếng của huyền thoại đầu tư Warren Buffett: bạn không thể có một em bé trong một tháng bằng cách để 9 người phụ nữ mang thai được. Thưa quý vị, những nhà đầu tư lỗi lạc bằng cuộc đời chiêm nghiệm và thực chiến của mình đã đúc rút ra rất nhiều bài học quý báu. Những kinh nghiệm của họ được coi là kim chỉ nam cho những người thật sự muốn kiến tạo, đột phá trên con đường làm giàu. Trong video này, xin chia sẻ với quý vị và các bạn 121 lời khuyên quý báu và hữu ích của những nhà đầu tư bậc nhất trên thế giới. Hy vọng hữu ích với bạn, nghiền ngẫm và ứng dụng hợp lý để sự nghiệp kinh doanh, đầu tư và làm giàu. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Thứ nhất là những câu nói hay về đầu tư của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. 1. Quy tắc số 1 là không khi nào để mất tiền. Quy tắc số 2, không khi nào quên quy tắc số 1. 2. Khoảng thời gian nắm giữ yêu thích của tôi là mãi mãi. Tôi đối lập với những người vội vàng bán và chốt lời khi công ty hoạt động tốt, nhưng lại kiên trì đeo bám những doanh nghiệp gây thất vọng. 3. Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, thì đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút. 4. Điều quan trọng nhất cần làm nếu bạn thấy mình rơi vào một cái hố, đó là ngừng đào. 5. Cơ hội không đến thường xuyên. Khi cơn mưa vàng rớt xuống, hãy lấy xô ra để hứng chứ đừng dựng một con đê để chắn nó. 6. Đa dạng hóa có thể bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự ngu dốt, nhưng với những người biết mình đang làm gì thì đa dạng hóa lại không có nhiều ý nghĩa. 7. Điều tốt nhất với chúng tôi là khi một công ty tuyệt vời vướng phải rắc rối tạm thời. Chúng tôi muốn mua những công ty như thế này khi chúng ở trên bàn mổ. 8. Tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi mua với giả định rằng thị trường có thể sẽ đóng cửa vào ngày hôm sau và không mở lại trong 5 năm. 9. Chúng tôi tin rằng chính sách tập trung danh mục đầu tư có thể giúp chúng ta giảm rủi ro. Cường độ mà một nhà đầu tư nghĩ về một doanh nghiệp và mức độ thoải mái mà anh ta cảm thấy với các đặc điểm kinh tế trước khi mua vào cũng giúp khoản đầu tư của anh ấy giảm thiểu rủi ro. 10. Đối với nhà đầu tư, trả mức giá quá cao để mua cổ phiếu của một công ty tuyệt vời có thể sẽ khiến cho cả một thập kỷ kinh doanh thuận lợi tiếp theo trở nên vô nghĩa. 11. Đầu tư thực chất là chọn những cổ phiếu tốt vào thời điểm tốt và nắm giữ chúng miễn là chúng vẫn là những công ty tốt. 12. Nỗi sợ hãi lan rộng là bạn của chúng ta bởi nó đem đến cho ta cơ hội mua với mức giá hời. 13. Cơ hội tốt nhất để sử dụng vốn là khi mọi thứ đi xuống. 14. Chúng tôi thích thú khi thấy giá cổ phiếu giảm xuống. Nếu có sẵn tiền, chúng tôi sẽ tăng vị thế của mình. 15. Mua cổ phiếu của một công ty vì bạn muốn sở hữu nó, không phải vì bạn muốn cổ phiếu của nó tăng giá. 16. Dù là đất hay cổ phiếu, tôi thích mua hàng hóa chất lượng khi chúng giảm giá. 17. Bạn không thể sinh con trong một tháng bằng cách khiến 9 người phụ nữ mang thai. 18. Nếu bạn thông minh, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền mà không cần phải đi vay. 19. Mua một công ty tuyệt vời với mức giá phải chăng tốt hơn nhiều so với mua một công ty bình thường với mức giá tuyệt vời. 20. Hãy mua một cổ phiếu theo cách bạn sẽ dùng để mua một ngôi nhà. Hãy hiểu và yêu thích nó đến nỗi mà bạn hài lòng khi sở hữu nó khi không có bất kỳ thị trường nào.
21. Nếu bạn thấy mình trên một chiếc thuyền bị rò rỉ, dành năng lượng để nhảy sang chiếc thuyền khác sẽ hiệu quả hơn việc cố gắng vá chỗ rò rỉ. 22. Dự đoán mưa không có mấy ý nghĩa, nhưng xây dựng nơi trú ẩn thì có. 23. Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới phát hiện ra ai đang bơi mà không mặc quần áo. 24. Nếu bạn mua những thứ bạn không cần, chẳng mấy chốc bạn sẽ phải bán đi những thứ bạn cần. 25. Đừng quá coi trọng kết quả hàng năm. Thay vào đó, hãy tập trung vào mức trung bình 4 hoặc 5 năm. 26. Những năm tới thị trường đôi khi sẽ xuất hiện những sự sụt giảm lớn, thậm chí là hoảng loạn, và điều này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các cổ phiếu. Không ai có thể cho bạn biết khi nào những cú sốc này sẽ xảy ra. 27. Một nhà đầu tư nên hành động như thể anh ta có một tấm thẻ ra quyết định chỉ với 20 vị trí có thể đục lỗ, nhưng anh ta phải dùng nó trọn đời. 28. Chìa khóa để đầu tư thành công không nằm ở việc đánh giá xem một ngành sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội hay nó sẽ tăng trưởng ra sao, mà là xác định lợi thế cạnh tranh của bất kỳ công ty nào và trên hết là sự bền vững của lợi thế đó. 29. Cơ hội tốt nhất để sử dụng vốn là khi mọi thứ đi xuống. 30. Biên an toàn nghĩa là đừng thử và lái một chiếc xe tải nặng 9,800 pound qua một cây cầu có sức tải 10.000 pound. Hãy làm một điều hơi khác, đó là tìm một cây cầu sức tải 15.000 pound. 31. Bất ổn thị trường sẽ xảy ra. Vì vậy, hãy sẵn sàng đón nhận chúng. Hãy chuẩn bị tinh thần để không hoảng loạn khi thị trường đi xuống và để săn lùng những cổ phiếu giá hời khi các công ty yêu thích của bạn xuống giá. 32. Hôm nay ai đó có thể ngồi trong bóng râm vì người đó đã trồng cây từ rất lâu rồi. 33. Khi chúng tôi sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp xuất sắc với bộ máy quản lý tuyệt vời, thời gian nắm giữ yêu thích của chúng tôi là mãi mãi. 34. Vì tôi không biết cách nào để dự đoán biến động của thị trường một cách đáng tin cậy, tôi khuyên bạn nên mua cổ phiếu Berkshire nếu bạn muốn giữ chúng trong ít nhất 5 năm. Những người tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nên chuyển hướng sang nơi khác. 35. Đó là thời kỳ lý tưởng cho các nhà đầu tư. Một bầu không khí tràn ngập nỗi sợ hãi chính là người bạn tốt nhất của họ. Những người chỉ đầu tư khi các nhà bình luận lạc quan rồi cũng phải trả giá đắt cho một sự trấn an vô nghĩa. 36. Phẩm chất quan trọng nhất của nhà đầu tư là khí chất, chứ không phải trí tuệ. Bạn cần một loại khí chất không bắt nguồn từ cảm xúc do đồng tình hay bất đồng với đám đông. 37. Nếu lợi nhuận là 7 hoặc 8% và bạn phải trả 1% cho các khoản phí, số tiền bạn có khi nghỉ hưu sẽ chênh lệch đáng kể. 38. Bạn không cần phải là một nhà khoa học tên lửa. Đầu tư không phải là một trò chơi mà một kẻ có IQ 160 đánh bại một người với IQ 130. 39. Bạn không thể vay tiền với lãi suất 18 hoặc 20% mà vẫn có lời. 40. Thành công trong đầu tư không tương quan với IQ. Điều bạn cần là khí chất để kiểm soát những thôi thúc khiến người khác gặp rắc rối trong đầu tư. 41. Phố Wall là nơi duy nhất mà những người đi xe Rolls-Royce nhận lời khuyên từ những kẻ đi tàu điện ngầm. 42. Khi hàng nghìn tỷ đô la được phố Wall quản lý với mức phí đắt đỏ, thường sẽ là những người quản lý trên phố Wall gặt hái lợi nhuận khủng, chứ không phải khách hàng. 43. Phải mất 20 năm để xây dựng danh tiếng và chỉ mất 5 phút để hủy hoại nó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm mọi việc khác đi. 44. Làm mất tiền của công ty. Tôi có thể cảm thông. Song để đánh mất một chút danh tiếng của công ty, tôi sẽ không lượng thứ. 45. Không bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không thể hiểu. 46. Hầu hết mọi người đều quan tâm đến cổ phiếu khi những người khác đều làm như vậy.
bạn nên quan tâm đến nó khi ai nấy đều thờ ơ với nó. Bạn không thể mua những thứ được ưa chuộng và có hiệu suất cao. 47. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi ước tính sơ bộ thu nhập trong tương lai của một tài sản nào đó, hãy quên nó đi và chuyển sang những tài sản khác. 48. Bitcoin không có giá trị duy nhất nào cả. 49. Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì. 50. Chúng tôi muốn các sản phẩm mà mọi người cảm thấy muốn hôn bạn thay vì tát bạn. 51. Hãy mua các công ty có lịch sử lợi nhuận mạnh mẽ và có mô hình nhượng quyền kinh doanh mang tính chi phối. 52. Đầu tư nguy hiểm nhất khi nó trông có vẻ dễ ăn nhất. Câu nói hay của Warren Buffett này ý chỉ không có khoản đầu tư nào dễ ăn, bởi dễ như vậy thì không đến lượt bạn. 53. Thà có một phần trong viên kim cương hốp còn hơn là sở hữu cả một viên kim cương giả. Có nghĩa là mua những cổ phiếu tốt của doanh nghiệp lớn, còn hơn mua cổ phiếu của doanh nghiệp bình thường, nhưng nó rẻ. 54. Một điều có thể hữu ích là viết ra lý do bạn mua cổ phiếu trước khi mua nó. Viết xuống như sau: tôi sẽ mua Microsoft với giá 300 tỷ đô la Mỹ vì. Hãy buộc mình phải viết ra điều này. Nó giúp làm rõ tâm trí và tính kỷ luật của bạn. 55. Nếu bạn thuộc nhóm 1% những người may mắn nhất thế giới, bạn nợ phần còn lại của thế giới và bạn phải chia sẻ với 99% còn lại. 56. Đọc 500 trang sách như thế này mỗi ngày, kiến thức được tích lũy dần dần, giống như lãi kép vậy. Tất cả các bạn đều có thể làm được, nhưng tôi đảm bảo sẽ không có nhiều bạn làm điều này. 57. Khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính bạn. 58. Bước chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động kinh tế của mình trong tương lai chính là đầu tư vào giáo dục của chính mình. Nếu bạn học tập chăm chỉ và học khi bạn còn trẻ, bạn sẽ luôn có điều kiện tốt nhất để đảm bảo tương lai của mình. 59. Nhiều đội ngũ quản lý chỉ quyết định họ sẽ mua X tỷ trị giá cổ phiếu trong X tháng. Đó không phải là cách để mua các thứ. Bạn mua cổ phiếu khi nó được bán với mức giá thấp hơn giá trị của chúng. Tìm ra việc mua lại cổ phiếu có lợi hay không không phải là một phép tính phức tạp. 60. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng sự phấn khích và chi phí chính là kẻ thù của mình. 61. Hãy đơn giản hóa mọi thứ và đừng làm những điều không tưởng. Khi được hứa hẹn nhanh chóng thu lời, hãy nhanh chóng đưa ra câu trả lời là không. 62. Những gì chúng ta học được từ quá khứ là mọi người không hề học được gì từ quá khứ. 63. Tôi nhất định phải dành rất nhiều thời gian, hầu như mỗi ngày, chỉ để ngồi và suy nghĩ. Đây là điều không mấy phổ biến ở trong môi trường kinh doanh Hoa Kỳ. 64. Bạn đang hy vọng rằng người tiếp theo sẽ trả nhiều hơn. Và bạn chỉ cảm thấy mình sẽ tìm được người như thế nếu anh ta cũng đang tìm một người trả nhiều hơn. Nếu bạn làm như vậy, bạn đang đầu cơ chứ không phải đầu tư. 65. Trong 54 năm chắc Lee Munger và tôi đã làm việc cùng nhau, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ một giao dịch hấp dẫn chỉ vì môi trường vĩ mô hoặc chính trị hoặc quan điểm của người khác. Thực tế, những yếu tố chủ quan này không bao giờ xuất hiện khi chúng tôi đưa ra quyết định. 66. Trong thế kỷ 20, Hoa Kỳ đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới và các cuộc xung đột quân sự đau thương và tốn kém khác, suy thoái lớn, hàng chục lần suy thoái và khủng hoảng tài chính, các cuộc khủng hoảng dầu mỏ, một trận dịch cúm và một tổng thống phải từ chức. Nhưng chỉ số Dow tăng từ 66 lên 11.497 trong thế kỷ này. 67. Bạn không đúng hay sai khi đám đông không đồng tình với bạn. Bạn đúng khi các dữ liệu và lý luận của bạn là đúng. 68. Đừng để mất tâm trí vào những gì người khác đang làm. Đi ngược xu hướng không phải là chìa khóa thành công, nhưng đi theo đám đông cũng vậy.
bạn cần phải tự tách mình ra để không bị cảm xúc chi phối. 69. Nếu một khoản đầu tư nghe có vẻ tốt đến mức không tưởng, thì có lẽ đúng là như vậy. 70. Một nửa những người lật đồng xu sẽ giành chiến thắng ngay lần tung đầu tiên, và không ai trong số những người chiến thắng này hy vọng tiếp tục chiến thắng nếu anh ta tiếp tục chơi trò này. 71. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thực sự thành công là những người thực sự thành công nói không với hầu hết mọi thứ. 72. Điều tồi tệ nhất bạn từng nghe về một cơ hội đầu tư đó là lần này thì khác. Nói chung, khi bạn nghe cụm từ đó, khoản đầu tư của bạn xuất hiện nhiều dấu hiệu tương tự những gì bạn thấy trong thời kỳ bong bóng kinh doanh. 73. Tốt hơn là đi chơi với những người tốt hơn bạn. Hãy lựa chọn những cộng sự có hành vi tốt hơn bạn và bạn sẽ dần dần hành động theo hướng đó. 74. Vàng chẳng làm gì cả, ngoại trừ việc ngồi đó và nhìn bạn. Trong khi đó, như bạn biết đấy, Coca-Cola sẽ kiếm tiền cho bạn, và tôi nghĩ Wells Fargo cũng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều tiền. Việc có một con ngỗng đẻ trứng tốt hơn rất nhiều so với việc có một con ngỗng giữ trứng chỉ ngồi đó. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sau đây là những câu nói hay về đầu tư của Sir John Templeton. 75. Thị trường bull được sinh ra trong sự bi quan, phát triển trên sự hoài nghi, trưởng thành nhờ sự lạc quan và chết vì hưng phấn. 76. Xét về dài hạn, triển vọng của thị trường chứng khoán là tăng giá mạnh mẽ nếu như bạn mua cổ phiếu để nắm giữ trong một thế kỷ. 77. Đạo đức và giáo lý là nền tảng của mọi thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. 78. Hãy đa dạng hóa hoạt động đầu tư của bạn. 79. Người thực sự muốn làm một cái gì đó thì họ sẽ tìm cách, còn không thì họ sẽ tìm một cái cớ. 80. Đối với những người chuẩn bị tốt, thị trường con gấu không chỉ là một tai họa mà còn là một cơ hội. 81. Nếu bạn không sử dụng cơ bắp thì nó sẽ yếu đi, còn không sử dụng não thì nó sẽ chết đi. 82. Bốn từ nguy hiểm nhất trong đầu tư là lần này sẽ khác. 83. Chỉ bán một cổ phiếu khi bạn tìm thấy một cổ phiếu mới có giá hời hơn 50% so với cổ phiếu mà bạn nắm giữ. 84. Nếu bạn muốn có một kết quả tốt hơn đám đông, bạn phải làm những điều khác biệt với đám đông. Tiếp theo sau đây là những câu nói hay về đầu tư của Jesse Livermore. 85. Chẳng có gì mới xảy ra trên thị trường chứng khoán. 86. Không thể kiếm được tiền liên tục bằng cách giao dịch hàng ngày hay hàng tuần. 87. Bản tính con người là kẻ thù lớn nhất của những nhà đầu tư trung bình hay nhà đầu cơ. 88. Sự mộng tưởng cần phải loại bỏ. 89. Những con sóng lớn cần thời gian để phát triển. 90. Rất ít người có thể kiếm tiền bằng cách nghe theo lời khuyên của người khác. Hãy coi chừng thông tin nội bộ. Nếu kiếm tiền dễ dàng đến vậy, không ai dạy gì dâng tiền vào túi bạn. 91. Dễ dàng hơn khi theo dõi một vài mã hơn là nhiều mã. 92. Đừng tin tưởng vào ý kiến của bạn cho đến khi vận động của thị trường xác nhận ý kiến đó. 93. Thị trường không bao giờ sai. 94. Số tiền thực sự tạo ra trong đầu cơ thể hiện ngay ở những món lợi nhuận từ khi mới bắt đầu. 95. Những nhà đầu cơ giỏi luôn luôn chờ đợi và có sự kiên nhẫn, chờ đợi thị trường xác nhận đánh giá của họ. 96. Ngay khi một cổ phiếu đang có hành động đúng hướng và thị trường đã đúng thì đừng vội vã chốt lời. Bạn biết rằng bạn đã đúng, bởi vì nếu bạn không đúng, bạn sẽ không có lợi nhuận. Hãy để cho nó chạy và chạy theo nó. Nó có thể trở thành một khoản lợi nhuận lớn, và chỉ cần hành động của thị trường không cho bạn lý do nào để lo lắng, thì hãy can đảm bám theo nó.
Tiếp theo sau đây là những câu nói hay về đầu tư của các nhà đầu tư nổi tiếng khác. 97. Vấn đề cốt lõi là làm sao gắn vừa thị trường vào một phong cách giao dịch, hơn là tìm cách gắn phong cách giao dịch cho khớp với thị trường. Breslin Bager. 98. Nếu bạn không tôn trọng rủi ro, cuối cùng nó sẽ quật ngã bạn. Larry Hitt. 99. Anh đúng hay anh sai? Điều đó không quan trọng. Cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai. George Soros. 100. Việc quan sát từng bước nhảy của giá sẽ dẫn tới hai hệ quả nguy hiểm: giao dịch quá nhiều và tăng khả năng bán non những cơ hội hấp dẫn. Jack Swagger. 101. Nếu bạn không thể chấp nhận các thua lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải nhận lấy tất cả các loại thua lỗ. Escuta. 102. Trong thiết định, mọi thứ chỉ có hiệu quả vào từng thời điểm và không có gì là luôn đúng. Khuyết danh. 103. Bằng cách sống với triết lý cho rằng những lệnh thắng luôn nằm trước mắt tôi, thì việc chấp nhận một lệnh thua lỗ không quá khó khăn. Matthias Woods. 104. Đôi khi giao dịch tốt nhất là không có giao dịch nào. Khuyết danh. 105. Hy vọng là thứ cảm xúc thừa thãi và nguy hiểm. Jim Cramer. 106. Một ngày không tạo nên một xu hướng, một hạt nắng không thể làm lên mùa xuân. Khuyết danh. 107. Tôi giàu có vì tôi biết khi nào mình sai. Tôi tồn tại được nhờ nhận ra các sai lầm của mình. George Soros. 108. Những kẻ nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm được. Người chuyên nghiệp nghĩ về số tiền họ có thể sẽ mất. Jack Swagger. 109. Bạn có thể học hàng triệu thứ về thị trường. Sau đó bạn cần phải vứt hết chúng đi và chỉ tập trung vào một thứ. Sunray Trader. 110. Điều thú vị là cổ phiếu được mua không phải trong sợ hãi mà là trong hy vọng. Và sau đó chúng thường bị bán ra bởi sự sợ hãi. Justin Mamie. 111. Chấp nhận thua lỗ là công cụ đầu tư duy nhất để bảo vệ an toàn vốn. Gerald Mloeb. 112. Mỗi ngày tôi đều coi tất cả các vị thế tôi có là thua lỗ. Paul Tudor Jones. 113. Tôi chỉ đợi cho tới khi có tiền nằm sẵn trên sàn, và tất cả những gì phải làm là bước tới và nhặt chúng lên. Tôi không làm gì khác cả. Jim Rogers. 114. Cắt lỗ, cắt lỗ, cắt lỗ, và có thể bạn sẽ có một cơ hội. Escuta. 115. Bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền, còn heo thì bị cắt tiết. Khuyết danh. 116. Có sự khác biệt rất lớn giữa một cú chết tốt với khả năng giao dịch tốt. Steve Burns. 117. Đừng bao giờ đặt một chiến thắng lên trên đầu hay một thua lỗ ở trong tim. Chắc đê. 118. Hãy giao dịch những gì đang xảy ra, không phải những gì bạn nghĩ là sẽ xảy ra. Dag Gregory. 119. Kẻ biết khi nào hắn có thể đánh và khi nào không sẽ trở thành huyền thoại. Sun Tzu. 120. Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí, nếu bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ không kiếm được tiền. Đầu tư tốt là một công việc buồn tẻ. George Soros. 121. Nếu bạn không cược, bạn không thể thắng. Nếu bạn mất hết tiền, bạn không thể cược. Larry Hay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 121 câu nói để đời của các huyền thoại đầu tư. Nếu có tham vọng làm giàu, bạn nhất định nên nghe ít nhất một lần. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Xin lưu ý,
Nếu quý vị nào thấy video không hay thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Còn nếu quý vị thấy video hữu ích thì xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.